Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tải và cài đặt phần mềm Digi 4. Đây là phần mềm dùng để giao diện với Rele, Siemens để ứng. Trước hết chúng ta lên trang chủ của Siemens để chúng ta tải và cài đặt. Các bạn vào Google và gọi cho tôi Siemens Sport. Vào trang Industry Support Siemens. Chúng ta đã vào được trang chủ của Rele Siemens. Và chúng ta vào mục tìm kiếm, chúng ta gõ Digi 4. Enter. Trang chủ sẽ list ra cho chúng ta một số phiên bản của phần mềm. Chúng ta chọn tải phần mềm version mới nhất. Ở đây tôi tải phần mềm version 4.94. Để tải được phần mềm, các bạn cần phải có một tài khoản. Vì vậy các bạn hãy tải cho mình một tài khoản để những lúc cần download driver phần mềm hoặc menu của Rele Siemens, chúng ta có thể tải một cách dễ dàng. Ở đây thì tôi đã có tài khoản. Bây giờ nhấn OK. Quá trình download sẽ diễn ra trong ít phút. OK, sau khi tôi đã tải được phần mềm về, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt phần mềm. Đây là file phần mềm, file cài đặt của phần mềm mà Digi 4 mà tôi đã tải xuống. Và chúng ta sẽ chạy file setup. Chúng ta chọn ngôn ngữ là English. Chúng ta sẽ cài đặt phần mềm là Digi 4. Lúc này phần mềm sẽ đưa ra một thông báo là không thể cài đặt, vì ở đây đường dẫn quá dài. Vì các bạn lưu ở trong folder mà đường dẫn nó quá dài thì phần mềm sẽ không cho cài đặt. Nhấn OK và nhấn tắt. Sau đó tôi sẽ tiến hành copy file cài của phần mềm ra ngoài desktop. OK, tôi đã copy phần mềm ra ngoài desktop và bây giờ tôi sẽ tiến hành cài lại. Chúng ta chạy file setup. Chọn ngôn ngữ tương ngay Digi 4. Quá trình cài đặt phần mềm sẽ diễn ra. Nhấn chọn Next. Đây chúng ta điền cột tên của công ty. Các bạn có thể điền một tên bất kỳ. Như tôi điền VN. Chúng ta sẽ bắt buộc phải nhập serial number. Chúng ta nhấn Next. Nhấn Next. 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 Nhấn Enter. Quá trình cài đặt phần mềm sẽ diễn ra. Ở đây ngoài phần mềm Digi 4 thì quá trình cài đặt sẽ cài đặt thêm các phần mềm Sierra. Đây là phần mềm mà phân tích sự cố của Rele Cell. Ngoài ra còn có các công cụ hỗ trợ như là IAC 61850. OK, sau khi phần mềm đã kết thúc việc cài đặt, chúng ta nhấn Finish. Và phần mềm yêu cầu chúng ta phải khởi động lại máy. Chúng ta có thể nhấn Restart Later. Chúng ta đồng thời tắt file cài đặt. Như vậy là chúng ta đã cài đặt được phần mềm Digi 4 và bây giờ chúng ta tiến hành mở thử. Tôi sẽ tiến hành mở thử một file setting của Rele Digital. Tôi sẽ thử mở Rele
A7SJ612. Ở đây phần mềm sẽ báo là unable to find the file vì chúng ta chưa cài đặt driver của Relay nên phần mềm sẽ không đọc được. Ta nhấn OK, ta nhấn tắt. Ở đây tôi có ba con Relay là 7SJ612, 7SJ622 và 7UT613. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiến hành cài đặt driver của các Relay để khi các bạn giao diện hoặc mở file cài đặt của Relay lên thì có thể hoạt động cách bình thường. Chúng ta tạm thời tắt phần mềm. Các bạn vào tiếp cho tôi file cài đặt. Tiếp tục chạy file setup. Ở đây sẽ có mục Device Driver. Chúng ta sẽ click chọn vào đây để cài đặt driver cho Relay. Chúng ta chọn Net. Ở đây sẽ có tất cả các dòng Relay của Siemens. Các bạn muốn tải driver của Relay nào thì chọn chọn Relay đó. Chúng ta chọn Uncheckable. Tôi sẽ chọn 7SJ61X, 7SJ62X. Bài UT613 là tôi chọn Net. Quá trình cài đặt driver của các Relay sẽ diễn ra. Và bây giờ chúng ta tiến hành mở thử lại phần mềm PC4. Chúng ta tắt thông báo. Đây là file setting con nặng mà tôi đã mở thử. Và bây giờ tôi sẽ mở thử lại cho các bạn. Sau khi cài đặt driver của các Relay thì tôi đã có thể mở được file setting của Relay. Chúng ta sẽ chọn chế độ offline. Nhấn OK. Nhấn OK. Và đây chính là giao diện của phần mềm Digital. Đây chính là file setting của Relay. Và trên đây là hướng dẫn cài đặt phần mềm PC4 để giao diện với Relay Siemens D4.